Rồi đơn hàng của bạn Lê Châu Sơn, Nguyễn Minh Hoàng ở Tân Bình. Lê Châu Sơn ha. Đơn hàng của bạn là ST107H. 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 Loại này loại cao ha. Thì bạn thấy là trên thị trường thì bạn đã biết là cái hiệu này nó rất là nổi tiếng là Stand Upright. Bạn chỉ cần search Google là sẽ ra ở nhà sản xuất. Nhà sản xuất này là chuyên sản xuất những cái con đội này và con đội xếp. Chất lượng là rất là tốt nha. Nhìn rất là đẹp. Có anh cái thước kéo rồi. Thì cao tiêu đội của nó là khoảng 215 ly. Ở đây nó có ghi 215 ly. Và max 2 là 485 là chiều cao tối đa đó. Mình sẽ cho ba cái khúc cây. Ba cái khúc này là mình có thể nối lại được. Ba cái khúc này là mình sẽ nối lại được. Để nối sao thì mình sẽ làm cái này thôi. Đó. Ở đây bạn thấy nó có viên bi lõm vô nè. Bạn cho nó xuống. Xuống rồi. Đó, là mình gắn nó vô, siết chặt nó vô như vậy ha. Rồi tay quay. Tay quay này mình để như vậy. Đó. Kéo qua này, kéo qua. Đó, giữ cái đế nó. Giữ cái đế nó. Đó. Đó, thấy không? Bạn thấy kịp không? Thấy không? Đó, nó sẽ lên từ từ ha. Và nó sẽ lên tối đa là 485 km. Cái đội này là xài bằng cơ nên nó tuyệt đối sẽ không bao giờ bị hư, xài hoài luôn sẽ không bao giờ bị hư. Bởi vì đa số mấy bạn thấy là trong những cái xe du lịch đó là người ta sẽ cho những con đội này thay thế cho những con đội xếp, bây giờ nó quay nó nặng hơn, loại này thì nó quay nó nhẹ hơn được chút, với lại nó xài cơ nó bền hơn. Đó, giờ mình sẽ quay ngược lại ha. Nó đơn giản thôi, quay ngược lại là nó sẽ quay xuống lại thôi, ngược chiều kim đồng hồ. Rồi giờ mình đóng hàng cho bạn luôn thôi, tiết kiệm hàng. Nó sẽ còn một loại nữa lùng hơn, đó là một ST107 hơn. Loại này là ST107H. Thương hiệu Stand Upright. Hay.